Chào các bạn, trước mặt các bạn là nồi nấu đậu 30 lít do Dung Doanh sản xuất và cung cấp. Nồi nấu đậu này thì có đường kính trong lòng là 34 cm, chiều sâu ở trong lòng là 38 cm, chiều cao tổng thể của nồi là 81 cm. Nồi này thì được sản xuất bằng inox 3 lớp bọc bảo ôn giữ nhiệt. Và inox này thì bằng inox 304 hoàn toàn, bên trong bên ngoài đều là 304. Đây thì cái này là cái phần hộp điện, nó giống như các cái phiên bản mà Dũng Doanh đã cho ra thị trường. Nhưng bây giờ bên mình đã cải tiến và cho thêm một cái phiên bản nữa là phiên bản 30 lít, 40 lít. Đấy. Cái nồi này thì có công suất điện là 4 kW điện 1 giờ. Và nó chính là một thanh may so thôi. Đây là phần điện dân dụng. Các bạn đấu hai cái cực cổ điện vào đây là được. Sau khi đấu xong thì bật cái này lên là mở, đóng xuống là tắt. Nó rất là dễ sử dụng phải không ạ? Phần bên ngoài thì nó cũng không khác gì so với những cái phiên bản cũ. Đây là cái ống thăm mực nước, các bạn có thể nhìn thấy. Khi mà các bạn đổ nước thì các bạn chia cái ống thăm mực nước này thành 4 phần và đổ thành 3 phần 4, đúng không? 3 phần 4 thì các bạn sẽ đun thì nó sẽ đủ cái lượng hơi cho các bạn. Còn đây là cái van xả đáy. Khi các bạn nấu xong đậu thì các bạn có thể đổ xả đáy qua cái này. Đây là đồng hồ nhiệt báo nhiệt trong nồi cho các bạn. Bên trên này chính là cái phần nước. Khi mà các bạn đun thì các bạn cho nước vào cái khoang cách thủy qua cái đầu van này. Đầu van này thì là cho nước cơ, cho nên các bạn phải canh nước ở cái ống thăm mực nước này. Đây. Đây là cái van hơi một chiều. Khi mà các bạn lắp đúng, các bạn vệ sinh mà các bạn lắp đúng thì các bạn cho tay ở đây, đẩy nhẹ vào thì nó vào. Đấy. Còn nếu như bạn lắp ngược lại thì cho tay vào đẩy nó sẽ không vào nữa. Đấy, nó không như thế này nữa. Và khi các bạn lắp thì các bạn chú ý cái này. Đấy, đó, chiều mũi tên đi vào. Đó. Trong rất nhiều trường hợp nồi nhà mình các bạn mang về lắp thì các bạn toàn lắp sai cái này. Dẫn đến những cái trường hợp mà nó sẽ bị hỏng mất cái nồi này. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn quan sát ở bên trong. Đây là phần bên trong của nồi. Nó có cái bộ phận đây là van một chiều này. Khi các bạn sục xong đậu các bạn vệ sinh, các bạn tháo cái này ra này. Tháo cái phần bên dưới này ra trước này. Đó. Ra đây. Các bạn xoáy lần lượt từng cái một. Các bạn xoáy lần lượt từng cái một này. Đây là cái cuối cùng này. Sau đó các bạn vặn cái phần này ra này. Đấy. Cái ống khuỷu này ra này, hay gọi là cái cúp quặc này. Đó. Đó, đã xong. Phần thứ hai. Và cái đây chính là cái van hơi. Van xả hơi thì rất là to. Van xả hơi này cũng chính là cái van xả hơi một chiều. Khi mà các bạn dùng, các bạn lắp đúng là khi mà mình đẩy tay này, mình đẩy tay vào nó không đẩy vào được. Đấy là lắp đúng rồi. Khi các bạn lắp sai thì hơi nó sẽ đẩy ngược vào trong, nó sẽ dẫn đến móp méo cái nồi này. Đó. Và các bạn quan sát này. Khi lắp này, đó. Thì cái chiều của mũi tên đi ra phía lòng nồi. Các bạn có thể quan sát trước khi lắp. Và cái này thì bên mình đã hàn cố định lại rồi. Cho nên các bạn không lo cái phần này sẽ bị lắp ngược nữa. Đó. Nó rất là dễ sử dụng. Ống hơi thì phi này là phi 34, rất là to. Lắp lần lượt lại nhé. Nồi này thì có dung tích 30 lít các bạn ạ. Công suất điện là 4 kW điện 1 giờ. Thế cho nên là các bạn đun thì cũng không bị tốn điện. Có lẽ là tí nữa mình sẽ lắp sau cái này thôi. Tại vì mình đang dùng một tay cho nên hơi khó lắm. Inox thì là inox 304 nha các bạn. Cái phần thành nồi, mình sẽ đo cái phần thành nồi cho các bạn nhìn là xem là bao nhiêu cm này. Thành nồi là dày 5 cm các bạn ạ. Trong đó có khoang cách thủy ở trong luôn.
Còn cái bộ phận này, bộ phận này chính là cái bộ phận để các bạn đun các cái thứ khác, không phải là nồi nấu đậu. Các bạn cho vào cũng được và không cho vào cũng được. Thường nấu đậu thì mình sẽ không dùng cái này để cho vào đâu. Trên đây là video giới thiệu sản phẩm mới do chúng tôi sản xuất và cung cấp. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 024-66-533-355 hoặc số điện thoại 0985-32-325 hoặc số điện thoại 0934-439-112 hoặc số điện thoại 0974-43-2268. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.